Hôm nay là đi ăn cái quán lẩu gà thảo mộc của một người quen của chú của mình, thành ra là để thấy cũng là lạ, thành ra là review. Một trong những cái hấp dẫn á là chưa ăn á là đã có cái này nè, ăn lẩu no say xe sang về tay đó. Ăn lẩu no say xe sang về tay, tức là nếu mà nhận được một cái vé khi mà hóa đơn đủ 4 triệu. Đây, đây là cái phần thưởng nè. Đó, chiếc xe SH. Ăn lẩu trúng xe. Ăn lẩu trúng xe đây. Okay. Rồi, đây là để coi thử có cái gì. Ở đây thì gia đình mình gọi là cái lẩu, một bên là cây bên trái và bên phải là bổ dưỡng dưỡng nha. Ở đây những cái món kèm theo thì tùy theo mình gọi. Ở đây có bò Mỹ nè, bò Mỹ, cái này là da heo, à da heo giòn, cái này là cá hồi, cá hồi, chả cá hồi, còn cái sốt là mình tự lấy. Mấy cái nấm này cũng hấp dẫn nè, nấm trắng hết nè. Cái này là hải sâm, hải sâm là con giòn, à cái này mực giòn, ờ đó là con, cũng là cái mực, cái mực nhưng mà họ làm ngâm cho, thì cho giòn. Công nghệ của người Hoa mà cả trăm mấy trăm năm rồi đó. Mực giòn nghĩa là cái này là mình lần đầu tiên mình biết nè. Cái này tôm rồi, cái bên này là tàu củ kỳ, cái này rau thập cẩm, cái này hải sâm nè. Dạ. À, cái bên này mới hải sâm nè. Đây hải sâm. Hải sâm là con đĩa biển đó. Lớn lớn đó. Dạ. Đây hôm nay là chúng ta có mặt là vô hai địa lao đó, Milan này. Dạ. Ở đây là mấy anh này là người Hoa qua Đài Loan làm ăn, rồi đem cái công nghệ cái lẩu này về. Bây giờ giống đúng vậy á. Cái nước là nước lẩu bổ dưỡng nè, dưỡng nhan nè. Cái này là lẩu cay Uyên Ương nè. Dạ. Lẩu Uyên Ương á, một bên cay, một bên cay. Bên cay. Đây lẩu. Vậy là đi gia đình là Tứ Xuyên. Lý tưởng là đi gia đình là ai nữ thích ăn dưỡng nhan nè. Lẩu dưỡng nhan nè. Bây giờ là massage dưỡng nhan là bình thường, bây giờ để lẩu dưỡng nhan nữa. Đây có, hôm nay có Milan nè. Này có bà xã. Chào, hai con. Cười lên, cười lên, cười lên. Đây Trạc Quang đó. Rồi để nó sôi mình bỏ vô, mình con ăn cay được. Yeah, đây, nó sôi. Đó, đây là mình tới ngay cái dịp là còn trúng xe nè. Cái này tới bao lâu em? Đủ 4 triệu là được bốc thăm một phiếu, bốc thăm. Được 4 triệu được một phiếu, mà cái này là ý là tới bao lâu, khi nào hết kết thúc? 21 là chốt sổ. Ủa vậy là tuần tới rồi hả? Ồ vậy ai mà coi video của mình là tranh thủ tới ăn đây chứ không là chuẩn bị trúng rồi đó đúng không? 21 là chốt sổ, 23 rút thăm rồi. Rồi để mình vô mình quay cái quầy ở trong mà lựa sốt cho mọi người biết nha. Cái này nó hình thức của gần gần giống Haidilao nhưng mà giá cả hữu nghị hơn. Ở trong này sốt là người ta có hướng dẫn cái cách làm sốt đâu nè. Bước 1 là bỏ xì dầu nè, bước 2 là chọn mấy cái loại sốt nè. Sốt mè, sốt tàu xì, sốt cây, sốt barbecue nè. Bước 3 là mới bỏ mấy cái rau. Ngò ri, hành lá, ớt hiểm, tắc thái, mè rang, đậu phộng. Xế tỏi, đã khá mấy cái này. Đó, thấy hấp dẫn không? Ở đây có cái biểu tượng, quán có cái biểu tượng con gà gì nè. Rồi, đằng sau kia là bếp là xào khí thế luôn. Ăn lẩu trúng xe SH. Rồi, bây giờ thôi bắt đầu ra chuẩn bị được ăn rồi. Con đi Hai Địa Lao một lần ở bên Houston mà không có chỗ vô á. Ăn thử cái nước lẩu này ngon Hai Địa Lao nhiều.
đây thì xài cái khăn cuốn này. Lão nghĩ cũng dài vậy. Để mình chụp cái hình để mình có chiếc xe luôn. Mình chụp có chiếc xe. Chúng xe đây. Rồi thôi, chúc ai là người coi cái clip của Chiến Ngô may mắn trúng chiếc xe nha. Ok, bây giờ bắt đầu tiến hành chuẩn bị làm đồ ăn cái đã. Rồi, bye bye.